do nhờ gần gũi thiện tri thức mà có thể thường vào khắp các pháp giới môn do nhờ gần gũi thiện tri thức thường duyên pháp giới chưa từng động xuất mà có thể đến khắp mười phương cõi nước. Bấy giờ thiện tài đồng tử phát tâm như vậy rồi, lập tức đi đến chỗ vị dạ thần hỉ mục quan sát chúng sinh, thấy vị dạ thần đó ở tại đạo tràng chúng hội Như Lai, ngồi tòa sư tử liên hoa tạng nhập vào giải thoát đại thế lực phổ hỉ tràng. Trên thân ngài trong mỗi lỗ chân lông đều hiện ra vô lượng thứ mây biến hóa thân, tùy chúng sinh đáng dùng lời nói vi diệu liền vì họ mà nói Pháp. Nhiếp thọ khắp vô lượng tất cả chúng sinh đều khiến cho họ hoan hỷ mà được lợi ích, như là hiện ra vô lượng mây hóa thân, đầy khắp mười phương tất cả thế giới, nói các Bồ Tát hạnh, bố thí ba la mật, đối với tất cả sự việc đều không tham luyến chấp trước, đối với tất cả chúng sinh đều bố thí cho khắp, tâm bình đẳng không có khinh mạng, nội ngoại tài đều bố thí khó xả mà xả bỏ được lại hiện ra vô lượng mây hóa thân đồng số chúng sinh đầy khắp pháp giới khắp hiện ra trước tất cả chúng sinh nói giữ giới thanh tịnh không có khuyết phạm tu các khổ hạnh thảy đều đầy đủ không nương tựa các thế gian không ái trước các cảnh giới nói qua lại trong luân hồi sinh tử nói thạnh suy khổ vui của các trời người nói các cảnh giới đều là bất tịnh nói tất cả pháp đều là vô thường nói tất cả hành đều khổ vô vị khiến cho các thế gian xả lìa điên đảo trụ cảnh giới của chư phật giữ gìn giới của như lai diễn nói đủ thứ giới hạnh như vậy giới hương sông khắp khiến cho các chúng sinh đều được thành thục lại hiện ra đủ thứ mây thân đồng số chúng sinh nói nhẫn thọ được tất cả các khổ như là chặt cắt, đánh đập, mắng chửi sỉ nhục, tâm vẫn thư thái chẳng động chẳng loạn, đối với tất cả hạnh chẳng thấp chẳng cao, đối với các chúng sinh chẳng khởi ngã mạn, đối với các pháp tánh an trụ nhẫn thọ, nói tâm Bồ đề không cùng tận vì tâm vô tận trí cũng vô tận khắp đoạn trừ phiền não của tất cả chúng sinh nói thân của các chúng sinh ti tiện xấu xí chẳng đầy đủ khiến cho họ nhàm lìa khen ngợi thân thanh tịnh sắc đẹp vô thượng của các như lai khiến cho họ vui thích phương tiện như vậy thành thục chúng sinh lại hiện ra đủ thứ thân mây đồng cõi chúng sinh tùy tâm ưa thích của các chúng sinh nói sự dũng mãnh tinh tấn Tu pháp trở đạo nhất thiết trí, dũng mãnh tinh tấn hàng phục ma oán, dũng mãnh tinh tấn phát tâm Bồ đề, chẳng động chẳng lùi dũng mãnh tinh tấn độ tất cả chúng sinh thoát biển sinh tử dũng mãnh tinh tấn trừ diệt các nạn của tất cả đường ác dũng mãnh tinh tấn phá hoại núi không trí huệ dũng mãnh tinh tấn cúng dường tất cả chư phật như lai chẳng sinh mỏi nhàm dũng mãnh tinh tấn thọ trì bánh xe pháp của tất cả chư phật dũng mãnh tinh tấn phá tan tất cả các núi chướng ngại